Và tiếp theo là thông tin từ Vietnam Airlines. Thưa quý vị, hãng hàng không này sẽ tăng 500 chuyến bay, tương ứng với khoảng 90.000 ghế để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023. Theo đó, các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Đồng Hới, Chu Lai, Thanh Hóa, Đà Lạt. Ngoài ra, hãng hàng không này dự kiến sẽ tăng thêm 36.000 chỗ, tương đương 200 chuyến bay trên đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Sau khi được Cục Hàng không cấp phép.